Xin chào anh chị, cô chú đến với kênh Khám phá vùng quê. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một khu vực rất là đẹp nha, rất là bình yên. Và em chia sẻ con đường quốc lộ 50 này, từ chỗ này dài tới thị xã Gò Công, chia sẻ cho anh chị mình xem nha. Sẵn trên con đường em đi về nhà đó, em quay cho anh chị mình coi luôn. Thì khu vực đây á, lúc trước á là người ta trồng bông rất là nhiều luôn, mỗi dịp Tết, mỗi dịp rằm rồi đó, người ta trồng bông khu vực này nhiều lắm. Và hai bên cặp mé sông nè, nhìn rất là yên bình, rất là đẹp, nên em ghé đây em chia sẻ cho anh chị mình xem. Thì con đường quốc lộ 50 này chắc là rất là nhiều người biết con đường này rồi, cũng cũng có rất là nhiều người đi ngang con đường này. Ở đây là cái cống người ta đang sổ nước ra nè, nước đầy quá, hôm nay người ta sổ nước tại hôm qua mưa hay sao, nước trên đầu nguồn chạy về nó đầy quá người ta xả ra đó. Hai bên đây cảnh rất là yên bình, rất là đẹp. Em quay hơi đảo một chút anh chị thông cảm nha, tại vì quay cũng chưa có chuyên nghiệp lắm. Ở bên đây thì nước nó tràn về nên mấy cái lục bình đó, nó không có trôi qua được cái cống nên nó tụ lại ngay chỗ đầu cống nè đó. Dày vô chỗ là người ta trồng bông nguyên một dải vô tới trong kia luôn, nhìn tới dịp Tết rồi á, ra đây nhìn quay nó đẹp lắm. Mốt tới Tết á, cái em lại chỗ này em quay em chia sẻ cho anh chị mình coi. Giờ cũng sắp tới Tết rồi, cũng nôn nao rồi, cũng có nhiều người chia sẻ những cái nhạc Tết đồ, người ta bàn tới Tết hết rồi. Em cũng thấy hơi nôn nao nên sẵn đây em chia sẻ cho anh chị mình xem luôn. Ở đây là cái cống nè, nước chảy vậy chứ mình lọt dưới là rất là nguy hiểm nha, nó chảy qua cái cống bên kia. Cảnh đẹp quá trời. Đây quốc lộ 50 xe chạy tấp nập, chạy ban ngày tới ban đêm. Em quay cảnh quan khu vực này, cái bây giờ em chuẩn bị em chia sẻ đến anh chị mình con đường quốc lộ 50 men theo địa bàn của xã Long Vĩnh và xã Yên Luông, rồi mình tiến thẳng vô thị xã Gò Công. Cái hướng này nè anh chị, chạy về thành phố Hồ Chí Minh cỡ 60 cây cái địa điểm này nha. Cái anh chị cứ chạy thẳng đường quốc lộ 50 là chạy chạy về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cái đường quốc lộ 50 này á có rất là lâu đời rồi đó, nhưng mà hai bên á cũng chưa phát triển nhiều lắm, nhà cửa còn lác đác, mà hai bên đường á em nghĩ là cũng rất là khó buôn bán nha anh chị đó. Đây mà có một cái chùa nè, đa số mặt tiền trên con đường này là đóng cửa nha, buôn bán thời buổi kinh tế khó khăn, buôn bán cái gì là cũng rất là khó khăn. Ở dưới quê dưới đây mà còn làm ăn khó kiếm tiền, trên thành phố em nghe nói bây giờ kinh tế cũng cũng hơi hơi ấy chút, nên bà con ở trên trển bây giờ ta đổ về quê cũng rất là nhiều. Ở dưới đây bán chủ yếu là mở ra bán lẻ tẻ thôi, bán không có được tiền nhiều đâu, bán mở bán là cho có cầm cự thôi, chứ thật sự là rất là khó khăn nha. Mở cái quán nước, mở cái tiệm hủ tiếu, bán le que thôi, vì có mặt bằng thì mở ra bán, chứ để không thì cũng không có tạo ra được dòng tiền, nên bán buôn vậy thôi. Thật sự ra là cũng cũng rất là khó mở ra. Khu vực này á, là toàn là xe chạy ngang không, ít có ai ghé mà ăn uống lắm. Có mở cái quán cơm á, quán cơm trên con đường này thì giống như buổi trưa người ta chạy xe tải rồi đó, ta đói bụng ta ghé vô người ta ăn, hoặc quán hủ tiếu thôi. Còn quán nước á, thì cũng 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 ổn. Còn những như tiệm điện nè, tiệm đồ, tiệm này kia đó
rất là khó nha. Có nhưng mấy cái tiệm mà tạp hóa đâu khu vực mặt tiền này á, là buôn bán á, là coi như là hơi 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 đuối á. Nãy giờ em chạy thì anh chị có thể thấy nè, mặt bằng bỏ trống rất là nhiều, xe chạy thì chạy ngày chạy đêm luôn, mà người ta có công việc người ta chạy ngang thôi chứ người ta là không có mua đâu. Nếu mà người ta mua là người ta mua về địa phương người ta mua. Thứ hai á, là người ta không có thắng lợi rất là mất tiền, tại xe quốc lộ chạy mà mỗi lần thắng lại tấp vô đường á, là rất là mất tiền, nên người ta cũng làm biếng ghé đó. Mặt tiền đồng ruộng hai bên nè còn trống rất là nhiều, tuy rằng mặt tiền á, đất ở đây rất là mắc nha, nhưng mà không đổi lại là không có kinh doanh buôn bán được gì đâu. Đa số anh chị mua đất ở khu vực mặt tiền quốc lộ 50 là chỉ để buôn bán lại thôi, là mua đi bán lại kiếm lời, chứ còn buôn bán hay là mở công ty ở trên mảnh đất mặt tiền như thế này là cũng rất là khó khăn, và phải có một chiến lược lâu dài tính toán để mình duy trì nha. Ở khu vực đây cũng có rất là nhiều công ty hãng xưởng hay là những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ về mở, thì em thấy người ta mở để đó cũng chưa có hoạt động gì nhiều ở hai bên đường nè. Đường này thì chạy vài cây nữa là tới trung tâm của thị xã Gò Công. Nếu mà anh chị không chạy thẳng vô trung tâm thì anh chị quẹo bên tay trái, anh chị chạy thẳng về thành phố Hồ Chí Minh. Đường này là đường 4 chiều. 4 chiều, một làn xe tải, một làn xe Honda, xe gắn máy. Đường rộng, chạy thoải mái. Đúng mà không có xe hơi thì mình chạy là đường làn xe hơi luôn. Đó cũng như như mấy anh này nè, chạy ra đường làn xe hơi cho nó trống, chạy cho nó lẹ. Còn chạy sát mé như em vậy nè, chạy trong mé này nè, là không có chạy nhanh được, mình phải chạy từ từ. Lỡ có người trong hẻm người ta băng ra là mình chạy nhanh cũng rất là nguy hiểm cho đôi bên. Còn người nào muốn chạy nhanh thì chạy ra làn làn xe xe hơi. Ở đây dưới là xe tải các tỉnh đó, anh chị và cô chú. Các tỉnh miền Tây á, chạy ngang nè, giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh, Long An rồi xuống Mỹ Tho chợ gạo. Đa số ở đây là hàng nông sản nha, hàng trái cây rồi hàng rau củ quả rồi đó. Vùng này người dân cũng còn khổ lắm, làm ăn cũng còn hơi khó khăn lắm anh chị. Đây cũng có mấy doanh nghiệp lớn mở nè. Đây là tới cái đèn xanh đèn đỏ này là tới ngã ba Yên luôn. Anh chị quẹo bên tay trái, bên tay phải chứ. Bên tay phải là anh chị chạy vô tỉnh lộ 872. Chạy thẳng tới phà Tân Long đó. Hết con đường đó thì anh chị chạy 90 cây số là tới phà Tân Long. Còn này mình chia sẻ đường quốc lộ 50. Chạy men theo đường quốc lộ 50 này em chia sẻ cho anh chị mình coi.
Qua địa bàn xã Yên Luân này là coi như là tới địa bàn của thị xã Gò Công. Có chị đang bán vé số. Bây giờ ở dưới quê á, người ta chuẩn bị, người ta bàn về Tết, người ta chuẩn bị tiền bạc để người ta ăn Tết rồi. Không biết chỗ anh chị, mấy anh chị thì sao? Đường này xe tải chạy suốt cũng rất là nguy hiểm nha, chạy ra cái làn đường xe tải ra rất là nguy hiểm. Khu vực hai bên đường quốc lộ 50 này chủ yếu là người ta cũng làm nông thôi, làm nông và làm chăn nuôi phía sau á. Nhà cửa khu vực này có mặt tiền nhưng mà thật ra là cũng không có tạo ra được dòng tiền đâu. Người ta cũng làm công việc này làm công việc kia thôi. Còn buôn bán là cũng rất là khó. Quán cơm xe tải. Chạy vô chút xíu nữa là tới địa bàn của thị xã rồi. Anh chị em cô chú nào thương tình thì nhấn nút đăng ký kênh để em ra những video tiếp theo, anh chị là người đón nhận sớm nhất nha. Giờ video này cũng sắp tới thị xã rồi, em cũng chuẩn bị kết thúc cái video. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video. Hẹn anh chị lại những cái video tiếp theo nha. Thì đây là vô trung tâm của thị xã nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị.